Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Học Tiếng Trung Như Quỳnh. Ngày hôm nay, Như Quỳnh xin tổng hợp cho các bạn 10 cách nói xin lỗi bằng tiếng Trung. Các bạn à, một lời xin lỗi dù vụng về vẫn tốt hơn là sự im lặng. Bởi vì lời xin lỗi nó không có nghĩa là bạn sai và người khác đúng, mà lời xin lỗi nó có nghĩa là bạn coi trọng cái mối quan hệ đó hơn là những điều đã xảy ra. Có thể là mình im lặng để cái cơn giận nó tan biến đi, chứ mình đừng có im lặng để mình chờ một câu xin lỗi từ nhau. Rồi còn chờ gì nữa, chúng ta bắt đầu ngay bài học ngày hôm nay nha. Yo. Cách thứ nhất. Bào chiên. Bào chiên. Nghĩa là xin lỗi. Cách số 2. Wǒ bǔ shì gù yì de. Wǒ bǔ shì gù yì de. Có nghĩa là tôi không cố ý. Cách số 3. Cho tôi xin lỗi bạn. 我跟你赔礼道歉. 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 Cho tớ xin lỗi cậu nhé. Cách nói số 4. Xin lỗi. 不好意思啊. 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 Có nghĩa là xin lỗi. Cách nói số 5. Xin đừng đổ lỗi cho tôi. 你别怪我啊. 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 Xin đừng đổ lỗi cho tôi. Nói số 6. Nếu như mà có ai đó mà vợ đang giận, thì dù cô vợ có đúng hay sai thì mình cũng năn nỉ, nói là đó là lỗi của anh, tất cả là lỗi của anh, thì nhà nào cũng cơm lành canh ngọt cả. 是我的错. 都是我的错. 是我的错. 都是我的错. 是我的错,都是我的错. Đó là lỗi của tôi, tất cả là lỗi của tôi. Cách nói số 7. Thành thật xin lỗi, rất xin lỗi bạn. 对不起, 真对不起. 对不起, 真对不起. 对不起, 真对不起. Xin lỗi, mình rất xin lỗi bạn. Cách nói số 8. Câu này rất là hay, chúng ta có thể nói là đừng giận anh nha, hoặc là đừng giận em nha, đừng giận con nha, đừng giận mình nha. Nǐ biě shēng qì à. Nǐ biě shēng qì à. Nǐ biě shēng qì à. Đừng giận em nha. Cách nói số 9. Mình sai rồi, hôm đó mình sai rồi. Shì wǒ bǔ duì. Nà tiān shì wǒ bǔ duì. Shì wǒ bǔ duì. Nà tiān shì wǒ bǔ duì. Shì wǒ bǔ duì. Nà tiān shì wǒ bǔ duì. Anh đã sai, ngày hôm đó anh sai rồi. Cách nói số 10. Đó là lỗi của tôi. 我错了. 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 Đó là lỗi của tôi. Đó là 10 cách nói xin lỗi mà người Trung Quốc thường hay sử dụng. Rồi đó là tất cả bài học ngày hôm nay của chúng ta. 10 cách nói xin lỗi bằng tiếng Trung. Không biết là các bạn như thế nào, chứ bản thân Quỳnh thì nhiều khi mình cũng ngồi mình xin lỗi chính cái bản thân mình. Tại vì sao? Mình đã luôn nói xin lỗi người khác mà quên đi cái bản thân mình nó cũng đã quá tổn thương rồi. Cuối cùng vẫn muốn nhấn mạnh với các bạn là một lời xin lỗi dù vụng về thì vẫn tốt hơn, đó là sự im lặng. Lời xin lỗi nó không có nghĩa là bạn sai hay người khác đúng, mà lời xin lỗi đó là bạn coi trọng cái mối quan hệ đó hơn những cái điều đã xảy ra. Chúc các bạn có được một cái cuộc sống hoàn mỹ mà các bạn mong ước. Tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video sau nhé.